Ba kiểu gia đình là bất hạnh lớn đối với những đứa trẻ. So với đói nghèo thì việc sống trong ba kiểu gia đình này chính là bất hạnh lớn nhất đối với cuộc đời của một đứa trẻ. Rất nhiều người tự hỏi vì sao có những đứa trẻ sống trong gia đình giàu có, con có cuộc sống vật chất đầy đủ, con có một cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng con cái của họ thì ít nói cười, con khép kín, thu mình lại. Và lý do thì xuất phát từ chính nội tại của gia đình đó. Nơi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương, cái sự an toàn, và con không tìm thấy những cảm xúc tích cực của mình. Có những người thì may mắn được sống những năm tháng tuổi thơ êm đẹp. Đây chính là quãng thời gian dành cho cái sự phát triển, là nền tảng tốt để phát triển trong tương lai của con. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp ngược lại, đứa trẻ phải sống trong một môi trường gia đình. Ở đó có thể không phải là sự đói nghèo, nhưng gia đình của con không có sự êm ấm. Con trở thành những đứa trẻ nhạy cảm, rụt rè, thiếu tự tin, và những ám ảnh trong tâm hồn thì luôn tồn tại sâu bên trong từng suy nghĩ của con. Vì vậy, so sánh với sự đói nghèo thì những đứa trẻ phải sống trong ba kiểu gia đình này còn bất hạnh hơn rất nhiều. Thứ nhất là gia đình không có tình yêu thương. Mặc dù sự yêu thương thì xuất phát từ trong tâm hồn của mỗi con người, đó là tấm lòng của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau. Gần như trong chúng ta thì không ai là người không có tình yêu thương cả. Đứa trẻ được sống trong gia đình có tình yêu thương, con sẽ cảm nhận được rằng là mình không bị bỏ qua, mình luôn được cha mẹ quan tâm, yêu thương, nhìn thấy và được coi trọng. Thế nhưng có những đứa trẻ, con cảm nhận được bố mẹ coi mình như vô hình. Một đứa trẻ thiếu sự quan tâm của cha mẹ thì chắc chắn rằng nó đang rơi vào trạng thái thiếu thốn tình yêu thương. Và những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương thì luôn đi tìm kiếm tình yêu thương còn thiếu của mình. Có rất nhiều cha mẹ đã mải mê với những vấn đề của mình, mải mê với những điều mà bản thân đang tìm kiếm. Và rồi, mặc dù là con cái do họ sinh ra, nhưng họ thiếu đi cái tinh thần trách nhiệm. Là đứa trẻ cần sự quan tâm của cha mẹ. Ngoài cuộc sống vật chất ra, thì con rất cần sự quan tâm của cha mẹ, sự thấu hiểu của cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ suốt ngày đổ lỗi cho sự bận rộn, cho những vấn đề riêng tư của mình, và không có sự thấu hiểu đối với con cái. Rồi chúng ta chăm sóc con, không ở những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng ta nghĩ rằng mang về cho con một cuộc sống vật chất đầy đủ, con thoải mái trong cuộc sống của mình, trong cái môi trường sống của mình. Nhưng đứa trẻ lại không cảm nhận được sự chăm sóc tận tình của cha mẹ. Những cái suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng của con sẽ khiến cho con trở nên tự ti. Con khao khát được cha mẹ quan tâm, được cha mẹ chăm sóc. Đây cũng là lý do tại sao những cô gái mà thiếu thốn tình yêu thương của cha, hoặc là không có tình yêu thương ấy, sẽ sớm dựa dẫm hoặc là tìm trải nghiệm trong những mối quan hệ thân mật khi con trưởng thành. Một đứa trẻ không cảm nhận được sự yêu thương của cha mẹ, con cũng sẽ trở nên khó bảo, và rồi thì con sẽ có thái độ bất cần, bởi vì sự không tin tưởng vào chính cha mẹ của mình. Con không tin rằng là cha mẹ quan tâm cho mình, cha mẹ lo cho mình khi mà con gặp thất bại trong cuộc sống. Thứ hai là những gia đình sử dụng bạo lực bằng lời nói đối với con cái của họ. Việc mà cha mẹ dùng lời nói bạo hành đối với con phần lớn là dựa trên mối quan hệ không có sự bình đẳng. Có nghĩa là cha mẹ coi mình là cha mẹ của con thì con phải nghe lời, con luôn phải nghe lời người làm cha mẹ. Thực ra người làm cha mẹ, khi chúng ta sinh ra con, nếu chúng ta chịu khó quan sát thì chúng ta sẽ hiểu được, thấu hiểu được tất cả những cái tính cách của con, thấu hiểu được những cảm nhận của con, dù những điều nhỏ bé nhất. Và khi thấu hiểu được những điều đó rồi, với kinh nghiệm và trải nghiệm của người làm cha mẹ, chúng ta đã là những bậc thầy của con cả về mặt cảm xúc cũng như những kỹ năng mà con cần có. Nếu như cha mẹ có dùng những lời nói mạnh mẽ của mình để kích thích con trong một thời gian dài thì con cái sẽ bị ảnh hưởng sâu trong tiềm thức, thậm chí là con đồng ý với những gì cha mẹ nói. Cho nên là khi mà cha mẹ cần giáo dục con của mình, cần nhắc nhở hoặc là phê bình con về một điều gì đó, thì chúng ta cần phải suy nghĩ về những lời nói, về ngôn từ và hành vi của mình. Những lời mà chúng ta nói với con có đúng là những cái lời nói từ trái tim của người làm cha mẹ để nói với con không? Tránh đi những trường hợp mà những lời nói đó đi quá với cái sự mong đợi hoặc là phản tác dụng với những sự mong đợi của cha mẹ. Cha mẹ có thể phê bình con, nhưng hãy bằng những lời lẽ chân thật nhất để con cảm nhận được lỗi sai của mình, cũng như là việc con tin tưởng được rằng cha mẹ đang nhắc nhở mình. Cha mẹ đang nhắc nhở những lỗi sai của mình. Con cảm nhận được sự chân thành của cha mẹ và từ đó thì con sẵn sàng sửa đổi, chứ không cần phải bằng cách cha mẹ có những lời nói để con sợ sệt. Con phải thay đổi ngay theo cách mà cha mẹ nghĩ. Sự thấu cảm của cha mẹ chính là cách tốt nhất để duy trì việc giao tiếp đối với con cái. Chỉ bằng cách này thì cha mẹ mới có thể dễ dàng
đạt được mục đích của mình trong việc giáo dục con, là muốn con tốt hơn, muốn con tốt lên mỗi ngày. Thứ ba là kiểu gia đình cực đoan. Những gia đình mà có cha mẹ là người có suy nghĩ cực đoan thường biến con cái trở thành một trong hai trạng thái. Thứ nhất là con chống lại sức mạnh của cha mẹ. Con hình thành nên tâm lý nổi loạn từ tuổi thiếu niên, và đặc điểm tâm lý này vẫn còn tồn tại đến khi con trưởng thành. Thứ hai là con sẽ trở nên yếu đuối, bởi vì dưới cái sự mạnh mẽ thái quá của cha mẹ, con sẽ không có cách nào để thể hiện cái cá tính, thể hiện ý kiến của mình. Từ đó trẻ sinh ra tính cách hay tức giận, con sẽ khép kín và không có mối quan hệ thân mật với cha mẹ của mình. Và những gì mà con thiếu thốn thì con sẽ luôn đi tìm kiếm để bù đắp cái sự thiếu thốn đó. Tất cả những điều này sẽ làm ảnh hưởng tới cả cuộc đời của con. Trong một gia đình khi mà cha mẹ biết nhường nhịn nhau, chúng ta đặt cái tôi của mình ngang bằng với những cái nhu cầu cơ bản của con và đưa tương lai của con lên trên hết, thì bản thân gia đình đó đã tạo nên một cái sự yêu thương và một trường năng lượng tích cực. Những người cha mẹ này thì họ luôn lấy sự bao dung, có nguyên tắc để ứng xử với con. Và đứa trẻ được sống trong một môi trường gia đình tích cực thì con sẽ dễ dàng định hướng tốt cho tương lai của mình. Và chỉ trong một gia đình có năng lượng tích cực thì những đứa trẻ mới có trái tim mạnh mẽ, mới được trưởng thành và nuôi dưỡng theo thời gian. Các bạn nhớ ấn follow kênh, bấm vào nút vào chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.